Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bardo Official. Đây là cái máy 830DN, máy in màu laser. Thì những cái video trước mình đã có review với cả các bạn và các anh chị rồi. Thì về cái mức độ hiệu quả của nó thì không cần phải bàn cãi nữa, mình đã sử dụng và mình thấy cảm thấy rất là tốt. Nhưng mà trong quá trình mình sử dụng thì nó sẽ có những cái mực nó bám lại ở trong cái bộ sấy của cái máy in 830DN này. Và ở video này mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị, nếu mà các anh chị nào đang sử dụng con 830DN này mà biết chưa biết cách vệ sinh của cái bộ sấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách vệ sinh của bộ sấy nhé. Các anh chị nhớ theo dõi hết video và đừng quên bấm nút like khi các anh chị xem video và chia sẻ để mọi người cùng theo dõi nha. Thì đây cái máy 830DN này, khi mà các anh chị đây là ở mức độ bình thường ha, thì các anh đây ở để máy nghỉ nè, thì khi các anh chị đối với vệ sinh bộ phận sấy thì các anh chị phải chờ máy nó nguội. Thì ở chỗ đây nó có cái nút, thì các anh chị bật cái nút này lên ha, rồi sau đó chúng ta thả xuống như thế này. Thì ở trong đây nó có hai cái chốt màu xanh nè, chốt màu xanh. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái chốt màu xanh. Đây các anh chị thấy đây có một cái chốt màu xanh, bên đây nó có một cái chốt màu xanh nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở ra nha. Bây giờ chỉ cần lấy cái tay nè, chúng ta mở như vậy nè. Thì ở đây nè, các anh chị nhớ thấy là ở đây nó có sẽ có một cái chốt. Giở này lên nè. Bật cái này lên ha. Ở đây nó có cái cần. Nó có một cái cần nữa thì nó có DC nè. Cho nên nó có cái cần một chút màu C. Đây nè các anh chị thấy nè. Đây, thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bật cái này lên nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ mở, đồng thời là mở luôn cái này. Mở luôn cái chốt này, thì chúng ta mở chốt xong chúng ta gỡ ra. Thì các anh chị nhớ nè nha, nhớ là khi mà chúng ta mở ra thì cái chiều này chiều khuyết này nó sẽ nằm ra, để chập nữa chúng ta khi mà chúng ta gài vào chúng ta nó dễ, chúng tôi chúng ta dễ bị lộn. Bên đây nó cũng vậy, bên đây cứ mở lên và chúng ta cũng sẽ mở ra. Thì bên đây nó có cái chốt của nó thì nó màu dài hơn, đây cái chốt nó màu dài, nó dài hơn nè. Thì cái đầu cái rãnh á nó sẽ nằm phía ngoài ha, chúng ta để đây hai bên. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái bộ sấy ra. Rồi chúng ta sẽ lên, chúng ta sẽ đưa cái bộ sấy ra nè. Chúng ta kéo hai cây này C nè, ra đưa bộ sấy ra nè. Và sau đó chúng ta nhắc cái bộ sấy ra. Đây, như vậy là chúng ta nhắc được cái bộ sấy của cái máy 830DN ra ngoài rồi. Rồi đây là sau khi chúng ta tháo cái bộ sấy ra thì các anh chị sẽ thấy nó, chúng ta sẽ để lên một cái mặt phẳng như thế này, cái bàn làm việc của chúng ta như thế này. Thì các anh chị đầu tiên các anh chị sẽ mở cái phần nắp ốp chỗ này ra. Thì các anh chị trên đây nó có hai ốc nè. Chúng ta quan sát cho nên thấy có hàng ốc, các anh chị mở hàng ốc này ra. Rồi sau đó các anh chị lấy cái ốp này ra ha. Các anh chị lấy cái ốp này ra, các anh chị để qua một bên. Sau đó các anh chị gỡ cái ốp này nè, gỡ cái này luôn ấy. Đây các anh chị đẩy lên, chúng ta sẽ gỡ hai con chốt này ra, hai cái khoen này nè, cái cài này chúng ta cũng gỡ luôn, khỏi vướng. Các anh chị chỉ cần đẩy lên thôi, đẩy lên vậy là nó ra. Rồi tiếp đến các anh chị sẽ lấy cái nắp ốp bự ở ngoài nè. Thì trên đây nó có hai cái con ốc, trên đây một con ốc bên đây nha, đây là một con ốc, đây hai con ốc, và phía sau nó nè, phía sau của máy nó có ba ốc, bốn ốc. Rồi chúng ta sẽ mở bốn ốc này ra. Để mở được cái ốp này cho nó tiện á, mình sẽ quay lại cho thôi. Thì khi cái đó các bạn ở đây phía sau này nè, nó có mấy cái bánh xe nè, các anh chị đẩy cái bánh xe này vô ha, các anh chị lấy tay nhấn bánh xe này vô, chúng ta dỡ lên nè thì nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không? Rồi chúng ta để cái nắp ốp này qua một bên. Rồi ở đây cái bắt đầu chúng ta sẽ mở cái phần này ra luôn ha, để cho chúng ta nó tiện. Còn máy là chúng ta sẽ nhưng mà đối với vệ sinh á, thì mình nghĩ các anh chị, mình sẽ khuyên các anh chị như thế này, chúng ta sẽ mở cái bộ phận này ra luôn. Bây giờ để mở cái bộ phận này thì ở trên đây nè ha, ở trên đây nó có hai con ốc, trên đây có hai con ốc, chúng ta mở hai con ốc này ra. Phía sau nó có hai con ốc nữa, ở phía sau đây nó có hai con ốc nha, phía sau đây nó có hai con ốc nè. Đây có một con, đây có một con tay này mình, chúng ta sẽ mở nè.
Phía trên đây nó có 4 ốc ha. Chúng ta mở luôn. Rồi sau đó ở phía này nó có hai cái con ốc lò xo nè, các anh chị chú ý sợ nó bay nè nha. Có hai ốc lò xo nè. Ha. Thì chúng ta tháo luôn, chúng ta tháo ra nè. Chỗ đây chúng ta sẽ tháo con ốc lò xo này ra để sợ trong quá trình làm á thì nó sẽ bay. Cái đó mình sẽ tháo hàng ốc lò xo hai bên ra. Rồi. Nó rớt vô đây, chập nữa mình sẽ lấy. Và bây giờ mình sẽ lấy con ốc này ra. Đây nè. Lấy bộ phận này ra. Thì bộ phận này nó nằm ở trong cái bộ phận lò xo này nè, nó nằm ở trong cái bộ phận này luôn, nhưng mà mình các chị lấy ra cũng được còn không lấy ra cũng được, còn đối với mình thì mình sẽ lấy ra tại sợ vô lúc trong quá trình nó làm nó sẽ sợ bị văng. Nãy có con lò xo mình nó bị rớt xuống đây thì bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Đây, và các bạn sẽ thấy là cái con Lulo F của mình là nó bị bể luôn. Đây nè, con Lulo F của mình nó bị bể mất rồi. Rồi cái này bây giờ mình phải đặt anh Hiếu anh mua để sau này mình thay thôi. Không hiểu sao lại bể cái con này luôn ta. Thì ở đây các bạn sẽ thấy ở đây nó có hai con giò nhiệt nè. Nó có hai con giò, hai con sensor giò đúng không? Đây nè, có hai sensor giờ. Thì bây giờ ở cái vô này mình chỉ cho các bạn vệ sinh thôi. Rồi còn bây giờ cái con Lulo này nó mình tháo ra thì mình thấy nó hư. Nhưng mà mình cũng chưa có đồ để mình thay cho tất cả các bạn và các anh chị xem luôn ha. Thì bây giờ thôi. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các anh chị vệ sinh. Thì khi trong quá trình các anh chị mở ra, trong quá trình chạy lâu ngày thì các anh chị sẽ thấy là mực nè. Cái mực nè nó đóng đây nè. Đây nè, các anh chị thấy mực đóng chưa? Đây nè, mực đóng. Thì ở đây là cái con Lulo sấy phía trên á, phía trên là cái phía trên này, cái này là Lulo ép nè, cái này là Lulo ép, còn này là Lulo sấy. Thì nếu á mà các anh chị chạy lâu ngày các anh chị không để ý á, thì đối với mực nó đóng đây lâu ngày á thì nó sẽ gây đến bị xước con Lulo sấy ha, nó sẽ dẫn đến hư. Do đó chúng ta sẽ lâu lâu chúng ta sẽ kiểm tra vệ sinh, hoặc là in nhiều chúng ta sẽ kiểm tra vệ sinh. À, sẽ kiểm tra nó. Thì ở trên đây nè nó có hai cái con lò xo đây nè. Bây giờ chúng ta đẩy cái này lên nè, chúng ta đẩy ra ha. Các anh chị đẩy con lò xo này ra nha, nói chung đẩy ngang ra thôi chứ các bạn, các anh chị không có lấy ra đâu. Đây là hai con lò xo ép, hai con lò xo để nó ép cái phần này xuống thôi. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ ra thôi, không có gì hết. Đây, sau khi chúng ta gỡ ra thì cái miếng này nó sẽ hở lên như thế này được ha. Bình thường nó không có hở, bây giờ cái miếng này nè, bình thường nó không có hở, nó do có hai con lò xo này nè là nó bị ép xuống lại. Do đó bây giờ mình sẽ mở hai lò xo đó, chúng ta sẽ đẩy lên, nó sẽ để lên. Bây giờ các anh chị sẽ thấy nè, thì khi để đẩy lên đó, các anh chị sử dụng một cái tờ giấy ha, các anh chị để vào đây, rồi sau đó các anh chị dùng tay hay là bông gòn gì đó, các anh chị thấm cái dịch dùng tay hoặc là bông gòn gì đó, các anh chị cào nè, các anh chị lấy tay, các anh chị quẹt ra, mục đích cho nó khỏi, để nó khỏi rớt những cái phần mực đóng đó, nó xuống đây thôi. Này giờ các anh chị các anh, à, sau khi ấy xong các anh chị thấy ra nè, thì đây là cái phần mà mực nó sẽ đóng lại ha, mực nó sẽ đóng lại ở đây. Thì đối với trong quá trình mình làm á, thì mình sẽ vệ sinh như thế ha, máy chạy nhiều thì mình phải vệ sinh như thế. Anh chị thấy không, nó chạy nhiều mà nó đóng nè, đây nè, nó sẽ đóng những cái cục như thế nè, nó làm cho cái máy chúng ta nó có khả năng là nó bị xước. Cho đó chúng ta sẽ mở. Rồi phía ở phía sau này nè, sau này nó có một miếng đen nhỏ nữa, anh chị tháo ra luôn để mình coi thử là mực nó có đóng ở trong đó hay không. Để chúng ta mở ra, thì đây nó có hai con giò
đây nó, ôi trời, nó đóng ở đây nó có hai con giò nhiệt nè, thì mình nó cũng đóng cái mực luôn. Bây giờ mình mở ra luôn nè, mình mở hai con này ra luôn. Đây nè, các chị thấy nè ha, các chị thấy đây nó có đây nè con giò nè, chúng ta mở ra chúng ta sẽ lấy ra thôi, sẽ lấy ra. Đây các chị thấy nè, nó bị dính cái mực, nó dính cái con giò này luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cồn. Tại con giò này nó cũng giống như mấy con giò nhiệt của mấy mấy photo vậy đó. Bây giờ mình sẽ thấm cồn để mình rửa nó ra nha. Nói chung không biết tại sao mà cái con lô ép của mình nó lại bị bể, mình không hiểu luôn. Nhưng mà mình cái này là bắt buộc phải thay rồi, mình không hiểu sao. Rồi. Mình chờ cồn nó thấm xong á, mình chờ cồn thấm nó mềm xong á là mình mới mở ra. Còn rồi còn phía bên đây thì mình cũng mở con này, con giò nhiệt này ra mình kiểm tra luôn. Đây là các chị nè, các bạn thấy nè, nó cũng có dính một chút nè. À, bây giờ cũng thấm cồn luôn, cũng cắm thùng vệ sinh. Thấm cồn xong các bạn sẽ thấy nó ra một cục như thế này. Cái trong này nó cũng giống cái con nó giò mạch điện, do đó chúng ta sẽ làm cẩn thận. Tại trong đây nó có một cái mạch điện ngang nữa, một sợi dây ngang á. Nếu mà các bạn là không cẩn thận là nó bị gọi là nó bị đứt. Coi hồi nãy còn một con ốc nữa. Đây. Ồ. Trời ơi, con giò, cái con rồi như vậy thì cái mở ra vệ sinh thì chúng ta mở ra xong chúng ta bật hai cái con chốt là sò này lên, chúng ta sẽ đẩy cái miếng này lên và chúng ta vệ sinh nó để tránh cho nó làm chảy xước bao lụa, để dễ hư bao lụa hơn. Thì những cái công việc này thì mình sẽ kiểm tra vệ sinh thường niên. Còn bây giờ của mình đây, mình nguyên cái bộ mình đây ra mở ra thì thấy nó bể cái thằng lô ép này, và bây giờ mình đã đặt hàng cho anh Hiếu rồi thì chờ anh gửi ra mình sẽ thay ha, và mình sẽ ráp lại. Còn về cái phần ráp thì các bạn sẽ coi ở cái video thứ hai, cái video thay cái lô ép này, và sau đó chúng ta sẽ ráp lại. Còn video chỉ cho các bạn cách, video này chỉ cho các bạn cách là tháo ra chúng ta vệ sinh cái bộ phận này. À, cái bộ phận cái miếng trên phần bao lụa rất là bằng gọi là lô sấy. Rồi video của mình tới đây là hết ha, hy vọng là các bạn sẽ theo dõi tiếp tục ở cái video thứ hai nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video thứ hai.